Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 29 tháng 3, Hùng Huyền Đông Anh về rất nhiều loa bốt 301 Series 2. Đây là một model loa nằm rất nổi tiếng của hãng loa bốt 301 Series 2, cho chất âm vừa vặn, mềm dẻo, giúp quý vị dùng hát karaoke trong gia đình rất hay. 301 Series 2 được thiết kế một loa bát, một loa chung và một loa tép. Đây là những cặp loa bốt đẹp như mới. Những cặp loa này hiện đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 9.300.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984285477. Ở đây tôi đang ghép cặp loa bốt 301 Series 2 với chữ âm đi Jaguar 2.3N núm béo vang liền, hàng bãi của Hàn Quốc. Nếu ghép cặp loa này với chữ âm đi Jaguar 2.3N thì quý vị và các bạn sẽ rất ưng ý với chất âm cũng như tiếng vang của bộ karaoke này. Nếu quý vị có nhu cầu tìm mua những bộ karaoke gia đình, hàng đẹp, hàng chính hãng, zin và xịn thì xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh. Quý vị sẽ ưng ý và sẽ đạt được những mục tiêu mình lựa chọn. Thank you.